is all about. Tại bút đua phân hạng chặng đua kỷ niệm 70 năm F1, Valtteri Bottas sau khi được Mercedes gia hạn hợp đồng đã xuất sắc giành pole với thời gian hoàn thành một vòng đua là 1:25:154. Xếp sau là Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg tại đua thay thế Sergio Perez đã gây bất ngờ khi đạt thành tích phân hạng tốc thứ 3 tại Silverstone. Bộ đôi của Ferrari, Charles Leclerc, Sebastian Vettel tiếp tục gây thất vọng khi chỉ cán đích thứ 8 và thứ 12. Rõ ràng, động cơ Ferrari lại thêm một lần nữa bộc lộ quá nhiều vấn đề so với những đối thủ. Vào tháng 10 tới đây, Khabib Nurmagomedov sẽ tái xuất UFC với nhiệm vụ bảo vệ Dillashaw trước Justin Gaethje. Chia sẻ trên Instagram của Joe Rogan, đại bàng Nga cũng tự tin giành chiến thắng thứ 29 trong sự nghiệp. Justin là một chàng trai rất tốt và là đối thủ xứng tầm với tôi. Nhưng khi bước vào lòng bát giác, anh ấy phải sẵn sàng, không chỉ giống như một Trần Quyền Anh. Tôi không phải là Dustin hay Tony, tôi sẽ mang anh ta đến đại dương sâu thẳm và dìm chết anh ta ở đó. Phát biểu của Khabib Nurmagomedov lập tức thu hút sự chú ý của Conor McGregor. Gã điên UFC dù đã giải nghệ song vẫn không quên cà khịa đối thủ. Lần này, võ sĩ người Ireland mỉa mai đòn vật sở trường của Khabib. Nói cách khác, tôi sẽ chạy quanh lòng bát giác và bỉnh ra quần. Khoảng 10 giây đầu trận, tôi sẽ chui vào chân của Justin để ngửi mùi jockstrap, bộ phận bảo vệ hạ bộ của võ sĩ. Trận đấu đáng chú ý giữa Dallas Mavericks và Milwaukee Bucks phải nhờ đến hiệp phụ mới có thể phân định thắng thua. Luka Doncic tỏa sáng rực rỡ giúp Dallas giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 136-132. Khoang tử NBA khép lại trận đấu với 36 điểm, 19 kiến tạo và 14 rebounds. Ở tuổi 21 và 162 ngày, Luka Doncic trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt mốc 35 điểm, 10 rebounds và 15 kiến tạo trong một trận đấu. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại Michael Jordan khi xác lập chiến tích ở tuổi 21 332 ngày. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, với 31 điểm, 8 rebounds và 7 kiến tạo, Lakers vẫn gục ngã trước Indiana Pacers với tỷ số 111-116. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội bóng số 1 miền Tây. Trong khi đó, đại diện còn lại của Los Angeles là Clippers đã khuất phục Portland Trail Blazers sau hiệp phụ với tỷ số 122-117. Trong ngày thi đấu thứ 3 của vòng League Finals, may mắn đã không song hành với Box Gaming khi vòng bo nằm ở những vị trí vô cùng bất lợi. Điều này khiến đại diện Việt Nam chỉ giành được top 10, 9, 14, 3, 6, 7 cùng với 20 mạng hạ gục. Box Gaming tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng 211 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa PPTron và RRQ chỉ là 6 điểm, do đó đại diện Việt Nam vẫn còn cơ hội tạo nên địa chấn ở ngày thi đấu cuối cùng. Chung kết đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, giải Free Fire hàng đầu Việt Nam chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về VGaming. Nhà đương kim vô địch đã xuất sắc vượt qua 11 đối thủ để bảo vệ thành công chức vô địch và mang về 500 triệu đồng tiền thưởng. Xếp sau VGaming lần lượt là Heavy và Pro A, trong khi đó Flash đứng thứ tư chung cuộc khi không giành được bất kỳ top 1 nào ở ngày thi đấu cuối cùng. Ở mùa giải tới đây, đội trưởng Gấu, người được biết đến với vai trò đi đường tà thần của Flash, sẽ trở thành tân huấn luyện viên của đội tuyển này. Chia sẻ lý do những thi đấu để chuyển sang vai trò mới, Gấu cho biết, sau khi đám cưới tôi dành thời gian cho game không thấy nhiều như trước, bản thân tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều từ khi bỏ đam mê là một game thủ. Tuy nhiên, vị trí huấn luyện rất thích hợp với tôi vào lúc này. Mục tiêu trước mắt của tân huấn luyện viên Team Flash là ổn định đội hình và lối chơi, và sau đó là chinh phục những danh hiệu mới. Được biết, nhà đương kim vô địch đấu trường danh vọng vừa bổ sung tân binh Dame. Theo nhận định của Gấu, sự xuất hiện của cựu sao thủ Project Edge sẽ mang lại sự đa dạng trong lối đánh của Flash. Buổi stream mới đây của Double Leaf có sự xuất hiện của cô bạn gái Lina Su. Trước ánh mắt theo dõi của hàng ngàn người hâm mộ, nữ chủ tịch TSM tiết lộ từng từ chối lời cầu hôn của bạn trai. Double Leaf từng cầu hôn tôi và tôi trả lời rằng, liệu anh có nghĩa rằng em xứng đáng với ai có thể vượt qua vòng bảng chung kết thế giới không? Sau đó, tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ đồng ý cưới nếu như Triple Leaf vô địch chung kết thế giới. Hiện tại, TSM đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng LCS. Xét tương quan lực lượng, Triple Leaf cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành vé dự chung kết thế giới. Tuy vậy, hành trình đoạt chức vô địch sẽ vô cùng chông gai và khó khăn.